Mến chào quý cô chú chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của anh Cường ở Lai Vung Đồng Tháp nha quý cô chú. Thì lời nói đầu tiên, Pháp Thái kính chúc cho quý cô chú năm mới mừng ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe ha. Để gặp anh Cường mình chi tiết những cái mặt hàng hôm nay anh Cường trong năm mới sẽ giao lưu tới quý bà con nha. Rồi chào anh Cường, Cường ơi. Rồi mến chào quý chú anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV ha. Thì em tên Cường ở Hòa Thành, Lai Vung. Số điện thoại của em là 0399383285, đó là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Thì năm cũ bước sang năm mới thì kính chúc quý chú anh chị được nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý ha. Thì hôm nay em có gợi mưu về một số loại trang nha cô chú anh chị, có lá chung nha, mỹ đỏ có, mỹ hồng có, rồi đỏ nhung lá nhựa có, xe tàu có ha, đủ nhiều loại mặt hàng nha cô chú anh chị. Thì cũng mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này ha. Thì không để cô chú chờ đợi lâu, thì em cũng vô và đo cây và báo giá cho cô chú mình tham khảo giùm em ha. Rồi đầu clip là một clip cây lên cây sen tàu nha cô chú anh chị. Trang sen là sen xưa, tàu xưa nha quý cô chú. Chị đang lên bông lên hoa rực nha. Cây này mà về một cốt ha. Mình vô cái chậu mình để một cái thì thôi luôn. Đặc biệt cái hoa nó gian hoa giả quý cô chú. Nè, bút nè. Hoa nó nở cánh tròn rất đẹp luôn. Rồi, chi tiết chiều cao lên Cường ơi. Rồi, cái này chiều cao 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi, tán ngang 90 ha. Cây này khỏi vô dây nha bà con. Mình về mình phong tàn rất đẹp nha. Để phong tàn tự nhiên. Rồi, hoành thân đây 90 em tính 9 ha. Để chưa khui hết ha. Để chưa khui nha cô chú anh chị. Rồi, thoát thân cỡ 6 tấc nha cô chú anh chị. Rồi mình nghiêng cái đọc ra cái anh Cường. Ồ, rất là dày dặn nha cô chú anh chị. Đang lên quá tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Rồi mình cho giá luôn Cường ơi. Rồi mã số 1. Số 1 cây sen tàu. Em giao lưu cô chú anh chị là 500.000 luôn nha. 500.000 bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Cho cô chú anh chị mình chơi luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 2. À cây nãy nở nè. Cũng là cây sen tàu luôn nha cô chú anh chị. Sen tàu em về được có 2 cây nha. Tàu xưa. Tàu xưa nha. Bông hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mình chi tiết chiều cao cái mình chi tiết cái hoa. Rồi cái này chiều cao 1m3 nha. Cây phơm tàn gom rất là đẹp luôn. Tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Đây cái bông hoa nè bà con. Lên cái búp rất là đẹp luôn. Rồi hoành thân đây 10 nha. Đế già ha. Đế già còn nha. Còn sâu nha quý cô chú. Về mình chăm khỏe chân chỗ này thôi. Cho khỏe mình khui ha. Dạ. Rồi thoát thân cỡ 5 tấc nha cô chú anh chị. Phom tàn rất là đẹp. Phom tàn rất là dày dặn nha, bông rất là đẹp. Rồi giá mã số 2 luôn anh ơi. Rồi mã số 2 em giao lưu cô chú anh chị là 500.000 luôn nha. 500.000. Về 2 cây hết Cường. Em về được 2 cây nha. Bà con chốt cặp là 2 cây đó là ok luôn đó, rất là rồi, đẹp luôn. Mã số 3 là cây tím sen lá chung nha cô chú anh chị. Hồng phấn lá chung. Hồng phấn lá chung. Siêu hoa. Cây tàn thông. Rồi chi tiết chiều cao luôn anh Cường ơi. Cây có bông có hoa cho bà con về mình sưu tầm. Rồi cái này chiều cao 1m1 nha cô chú anh chị. Rồi tán ngang luôn. Rồi tán ngang qua 90 nha. Rồi hoành thân này 9 nha cô chú anh chị. Rồi thoát thân này cỡ 1.5 tấc hay tấc không? Rồi thoát thân 1.5 tấc. Rồi cho giá mã số 3 luôn anh. Rồi mã số 3 em giao lưu cho anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 4. Rồi mã số 4 cũng là cây hồng phấn luôn, lá chung luôn nha cô chú anh chị. Hồng phấn lá chung siêu hoa. Cây này có phơm tàn quá đẹp luôn rồi. Phơm tàn rất tròn nha. Cái này nó hơi nghiêng chút xíu vậy cô chú anh chị trồng chỉnh sửa lại giùm em ha. Rồi cho chiều cao luôn. Cây phơm tàn đặc quánh luôn. Rồi chiều cao này 85 nha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Hoa wow, hồng phấn siêu bông, hoa wow, rất là đẹp. Rồi hoành thân này 8 nha cô chú anh chị. Rồi thoát thân thoáng luôn. Rồi thoát thân 3 tấc ha. Rồi giả luôn. Cái này nó đưa chi cành ra rất khéo nha cô chú. Gom ha, chi cành nó gom. Gom. Rồi giá mã số 4 luôn. Rồi mã số 4 em giao luôn cô chú anh chị là 500.000 luôn nha. Bao phí ship toàn quốc. Bao phí ship toàn quốc cho chị mình nha. Rồi, đỡ cây luôn. Lần tiếp theo, mã số 5. Trắng rồi, tinh khôi. Là cây trang trắng nha cô chú anh chị. Trang trắng nói chung nha. Cái phơm tàn rất là dày dặn nha. Tàn đặc ha. Tàn rất là đầy đặn nha.
và đặc biệt cái phơm tàn tròn vo luôn. Rồi mình cho chiều cao luôn anh ơi, bông hoa kẹo hết. Hàng này em chỉ có một cây một nha cô chú anh chị, phơm tàn rất tròn. Rồi chiều cao 70 nha, 8.000 tới 1 mét tặng nhau cô chú anh chị. Đây hoa nó nè bà con, nó lên nụ vậy nè, kẹo hết trơn, trắng tinh khôi luôn. Dòng này nó xuyên hoa lắm. Đây quần thân nó kẹp cây đó. Rồi cái này quần thân này 10. Quần thân này 30 nha cô chú anh chị. 10. Thoát thân phán tắt rồi ha. Thoát thân tắt nha. Cái thân trên này nó lực rồi. Rồi mình cho giá mã số 5 luôn anh ơi. Rồi mã số 5 em giao luôn cô chú anh chị là 700.000 luôn nha. 700.000 bao phí ship luôn. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình nha. Rồi đổi cây luôn. Không có ngồi về, có cây trắng trắng nha cô chú anh chị. Lên tiếp theo mã số 6. Rồi cây, mã số 6 cũng là cây hồng hường, cây này hồng hường nha cô chú anh chị. Thuần chậu rồi. Sống khỏe. Đang lên bông nha. Cây cái phơm tàn rất đẹp nha. Rồi chiều cao 1 mét nha cô chú anh chị. 8.000 1 mét luôn nha. Đây hồng hường đó, hường là chung dòng đơn ta mình đó quý cô chú, hoa rất là đẹp. Rồi hoành thân đây 10 nha cô chú anh chị. Này cái đế còn sâu nha quý cô chú, thần dầu không có khui nha. Một cốt sạch. Rồi thoát thân 3 tắc nha. Rồi cho giá mã số 6 luôn anh ơi. Rồi mã số 6 giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000. Cây về tận nhà cho quý cô chú mình luôn. Tiếp theo. Tiếp theo cũng là cây số 7, cũng là cây hồng hường luôn nha cô chú anh chị. Cây này thuần chậu luôn nha. Cây này với cây vừa rồi cũng là một cặp ha nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao 1 mét nha. 8 căn 1 mét luôn nha cô chú anh chị. Rồi xe mặt hoa ra giùm em anh. Hoa dòng này nó xuyên hoa lắm, nó lên một đợt một nó rộ một cái ha, nhìn cái cây rất là đẹp. Rồi hoành thân đây 10 gửi tính 10 ha. Cây này có cái đế nè, đế tứ diện, đế tứ diện. Chưa khui hết. Rồi thoát thân 3 tắc ha. Rồi giá cho mã số 7 luôn anh ơi. Rồi mã số 7 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000. Có cặp nha cô chú anh chị. Một cặp gồm 2 cây. Chốt cặp cho đồng ha. Tiếp theo. Mã số 8. Rồi mã số 8 cũng là cây vàng hường hột gà nha cô chú. Vàng hường hột gà. Vàng hường kem cũng là nó đó nha quý cô chú. Màu kem kem. Lên bông hoa, cây thuần chậu anh. Cây này thuần chậu nha cô chú anh chị. À bà con. Màu kem. Rồi chiều cao 95 ha. Tán ngang luôn. Tán ngang 1 mét nha cô chú anh chị. Này chỉ cần thân bắt gửi ha. Ok. Rồi hoành thân đây chính nha. Nó còn sâu nha quý cô chú. Còn sâu dưới chưa khui. Thoát thân tắt gửi nha. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 8 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000, cây vàng hường hột gà. Tiếp theo, mã số 9. Rồi mã số 9 cũng là cây vàng hường hột gà luôn nha cô chú anh chị. Cây này với cây vừa rồi cũng là đồng trạng ha. Cặp luôn, dễ mà còn dễ chốt con cặp. Vàng hường kem. Chiều cao luôn. Tiếp theo. Rồi chiều cao 95 nha. 8 ngang qua 1 mét nha cô chú anh chị. 1m1 á. 1m1 tính mấy mét ha. Đây đây chỉ cạnh nó gồm tứ diện vậy quý cô chú. Rồi hoành thân đây 11 nha cô chú anh chị. Cây này già ha. Này đế lứt ra luôn rồi. Đế chưa thấy rễ nha bà con. Còn khui sâu được nha. Thoát thân phán tắt. Cây này thuần chậu rồi nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 9 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 10, cây vàng nghệ lá thái. Rồi tiếp theo cũng là mã số 10, cũng là cây vàng nghệ lá thái luôn nha cô chú anh chị. Màu hoa này nó rất là đẹp. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Cây này thuần chậu luôn nha. Cây phơm tàn ok. Rồi chiều cao 1 mét nha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Dòng vàng nghệ lá thái này nó hay chạy sọc cái bông nó màu đỏ đỏ nha bà con. Nè. Rồi hoành thân đây 10 nha. Thì thoát thân cỡ 7 cm đi. 7 cm đi. 7 cm. Cây thần chậu sống khỏe. Cây thần chậu nha cô chú anh chị. Gồm ha, chỉ cạnh. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 10 em giao luôn cô chú anh chị là 400.000 luôn nha. 400.000, bao phí ship về tận nhà luôn. Tiếp theo. Mã số 11. Vẫn rồi, là một mã cây số 11 cũng là cây vàng nghệ luôn nha. Vàng nghệ lá thái. Đây 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 cho xem mặt hoa cho bà con xem tham khảo nha. Màu rất là ngọt luôn. Nó giống như mỹ vàng chanh của dòng lá trung vậy đó. Rồi chiều cao 90 nha cô chú anh chị. Cao 90, tán ngang luôn. Tán ngang 70.
Cây này với cây vừa rồi một cặp được nha quý cô chú. Đồng. Rồi hoành thân đây 9,5 tính 9 luôn nha. Cây này có đế anh, đế nôm nè. Này thoát thân khoảng 5 cm đi. Thoát thân 5 cm. Cây rất là thoáng. Rồi giá luôn. Rồi mã 11 em giao luôn cô chú anh chị là 400 ngàn luôn nha. 400 ngàn. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 12. Đây. Hàng VIP nè. Mã số 12. Chân dài mà cái tàn quá đẹp. Một cây mỹ nhung lá lớn. Đó, cây tỉnh mỹ nhung lá lớn nha cô chú anh chị. Cây bông hoa quá xá luôn nha bà con. Đây, đây. Bông kẹo luôn nha cô chú. Bông kẹo nụ chân nè, mà đặc biệt cái hoa nó đúng sức rồi, nó nở bằng cái nón bảo hiểm luôn á. Đây, đây. Bà con thấy nè, màu đỏ huyết rất là đẹp ha. Rồi cho chi tiết cái chiều cao luôn anh ơi. Cây phơm tàn tự nhiên. Chiều cao hết thước 1,5 m. Chiều cao hết thước nha cô chú anh chị. 1,5 m tán ngang luôn anh. Nha. Tán ngang vẫn là 1,5 m luôn ha. Tán ngang 1,5 m luôn nha cô chú anh chị. Đây chi cành nó đóng gom, đặc biệt cái thoát thân nè. Hơi lắc lắc to con chút. Rồi hoành thân đây 10 nha. Rồi kéo cái thoát thân luôn anh. Chi cành nó gom một chỗ một. Rồi thoát thân 6 tấc nha cô chú anh chị. Rồi cho giá mã số 12 luôn anh ơi. Rồi mã số 12 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn. Cây này phí ship hơi cao nha quý cô chú. Phí hơi cao ha. Nếu mà đi đường bưu điện nó lỡ nó có bưu điện ngang hàng 1,6 m thì cái đó hơi cơi lên chút xíu, em nhấp cái đọt bớt nha cô chú anh chị, mình thông cảm giùm em ha. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Quá xá cái phần tàn, cây này quá cao à. Tiếp theo mã số 13 vẫn là cây mỹ nhung. Cây này nó hơi phức cái nha. Cây này nó đụng lên tới trên nóc rồi, nó không có được rõ nét không ha. Cố gắng mình chia sẻ tại đụng nóc lưới. Rồi dây gõ anh ơi. Cho chiều cao luôn. Cây này chắc cũng đồng trạng ha. 1,5 m. Rồi chiều cao hết thước luôn nha cô chú anh chị. Có dư. 1,5 m có dư. Đây đây cây hoa nè, mà con thấy cái cuốn nó đỏ bọc, nó bỏ đỏ cực cỡ luôn. Rồi tán ngang 1,3 m nha cô chú anh chị. 1,3 m tán ngang. Cây này cái đế dưới nó hơi lắc ha. Đế dưới lắc. Hoành thân đây 11 nha cô chú anh chị. Xích thước là 11. Cây này 11. Có đế nha bà con. Này về mình khui là có đế nha. Nè, mấy cọng đế nó lực nè. Rồi thoát thân đây 6 tấc nha cô chú anh chị. Chi cành cũng gom luôn. Cây này với cây vừa rồi cũng đồng đạn nha bà con. Cỡ cỡ á. Rồi. Đàn rất là dày dặn. Giá luôn anh Cường ơi. Rồi mã số 13 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn mã số 13. Rất là dày dặn nha cô Mỹ chú Nhung. Anh chị. Mỹ Nhung. Nè. Đây hoa lên bên đây nè. Lên kẹo bông luôn nha. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 14 vẫn là mỹ nhung lá lớn. Oh, cái phồng tàn này đụng lên nóc luôn rồi, quá cao rồi. Rồi mã số 14 cũng là cái mỹ nhung luôn nha cô chú anh chị. Chân dài. Rồi mình cho cái chiều cao luôn anh. Cây này chắc cỡ 1,6 m á. Đụng lên tới nóc luôn. Hết thước luôn cô chú anh chị ơi. Hết thước mà có dư ha anh. Có dư luôn. Một cái 1,6 m tính 1,5 m đi. À, rồi kéo tán ngang luôn anh. Rồi tán ngang qua 1,3 m cho cô chú anh chị. Kẹo qua ha chân. Đặc biệt cái lô này chi cành rất là khéo nha bà con. Đây nè, chi cành nó đóng rất là duyên. Rồi hoành thân đây 11. Này thân này lắc anh. Thân lắc đây, 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 đây lắc nè. Cò mấy cái cò đẹp. Rồi thoát thân 7 tấc nha cô chú anh chị. Rồi xô cái tàn ngã ra giùm em anh rồi. Đó ha, cái form vậy nha bà con. Đều gió luôn. Đây cái hoa nè. To đùng vậy nè. Rồi cho giá luôn Cường ơi. Rồi mã số 14 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. 650 ngàn. Bao phí ship về tận nhà luôn. Rồi đổi cây giúp em luôn. Tiếp theo mã số 15. À, mới nhắc cái hoa nó to. Cái rồi, cây này nó 15 cũng là cây đỏ nhung luôn nha cô chú anh chị. Nó đúng sức cái hoa nó to kìa. Mã số 15 chiều cao luôn. Rồi chiều cao 1,5 m nha. 1,5 m tán ngang luôn anh. Rồi tán ngang 1,4 m cô chú chị ơi. Đặc biệt cái hoa bà con thấy xay xay trở lại nè, cái hoa bên này nó nở nè. Trời ơi. Quay nữa là anh, quay giáp luôn. Đó đây 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 có cái hoa mấy cái chòm hoa nè bà con thấy nè. Ghê không? Bên đây nữa nè. Nở nguyên một cái khu này nó gộ kìa. Chịu không nổi luôn. Rồi hoành thân đây chính nha. Một cốt thoát thân. Một cốt thoát thân nha cô chú anh chị. Một thân cái này 3,5 m nha. Chi cành nó đóng tứ diện nè. Đó, cái phồng hoa lên. Rồi cho giá luôn anh Cường ơi.
Rồi mã số 15 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn bao phí ship luôn. Rồi ship ok luôn. Về tới nhà cô chú chú anh chị mình giao luôn nha. Tiếp theo mã số 16, cây này đụng nóc luôn. Rồi mã số 16 cũng là cây đỏ nhung luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao hết thước luôn nha. Mỹ nhung lá lớn, tán ngang luôn. Rồi tán ngang 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi xây cái mà cái hoa ra anh, mấy cái hoa nó đang nở kìa. Đó, cỡ cái chân đụng lên nóc lưới luôn rồi. Hoa quá trời. Cây này chi cành nó cũng gom mấy gan như cây mấy cây vừa rồi ha. Rồi hoành thân đây chính nha cô chú anh chị. Phát thân 6 tấc nha. Rồi cho giá luôn anh ha anh Cường ơi. Rồi mã số 16 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn mã số 16 Mỹ Nhung lá lớn. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 17, vẫn là một cây Mỹ Nhung lá lớn luôn. Phơm quá sợ cái phơm tàn nặng. Rồi mã 17 cũng là cây đồng Mỹ Nhung luôn nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao chắc có 1m6 1m7 quá. 1m6 1m7 hết thước luôn. À, tới tàn anh Cường là 1m5 1m7 nha cô chú anh chị. 1m7 đi. Rồi tán ngang luôn anh. Rồi tán ngang 1m3 nha. 1m3 tán ngang. Cây nào cũng lên kẹo nụ hết trơn. Một cốt phát thân thống luôn, sạch. Rồi hoành thân đây 10 nha cô chú anh chị. Cây này có đế ha. Nè, đế lên hơn mình nè. Mày cộng đế lực. Rồi thoát thân 6 tấc ha. Tàn rất là dày dặn nha cô chú anh chị. Rồi cho giá luôn anh Cường ơi. Rồi mã số 17 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn mã số 17 Mỹ Nhung. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 18, cây Hồng Hường. Cây một cốt về. Rồi mã số 18 cũng là cây Hồng Hường luôn nha cô chú anh chị. Con mình vô dây xương xương vô ha. Vô dây lôi xương cái ha. Chỉnh sửa lại giùm em ha. Cái này đánh qua cái là nó đều tàn lại nha cô chú anh chị. Cái phơm tàn nói chung là có sẵn rồi. Chiều cao 1m5 đi. Chiều cao 1m5 nha. Hơn 1m5 tính 1m5 thôi. Rồi tán ngang luôn. Rồi tán ngang 1m3 nha cô chú anh chị. Đây cái hoa nào mà con, hoa Hồng Hường nó mới nở ra cái màu rất là đẹp nè. Rồi hoành thân đây 11 nha cô chú anh chị. Chúng ta lại vị trí này nha. Rồi sát sát, sát sát cái cũ với hào hào cũ với anh. Cũ anh lớn ạ, 23. Một cốt sạch luôn nè. Một cốt sạch nha cô chú anh chị. Rồi thoát thân 6 tấc nha. Rồi giá cho mã số này luôn anh ơi, Hồng Hường. Rồi mã số 18 cũng là cây Hồng Hường em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn luôn nha. 500 ngàn quá rẻ rồi bà con ơi. Rồi, bao gồm phí ship luôn. Của em là em tên Cường ở Hòa Thành Lê Dung ha. Số điện thoại của em là 0399383285. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Lên tiếp theo mã số 19. Mã số 19 cũng là cây đỏ nhung nha cô chú anh chị. Đỏ nhung lá nhựa nha. Cây một cốt dốc đọt luôn. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Đỏ rực rỡ luôn. Rồi chiều cao 1m5 nha. 1m5 chiều cao tán ngang. Tán ngang 1m3 nha cô chú anh chị. Đây. Chúng ta có chừng hao chân cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Cái hoa nó đỏ vậy nè. Và đặc biệt cái lá nó bóng nhìn đẹp lắm nha bà con. Cốt sạch. Rồi hoành thân đây chính nha. Đây tại vị trí này. Cây này có củ dữ luôn ha. Đây gì trên nhà trên này nha. Còn nếu ở đây là nguyên cái củ nồi củ nha. Tại ta trồng trồng vô cái chậu nhỏ đó bởi vì nó loại cũ ra. Rồi thoát thân 5 tấc nha cô chú anh chị. Rồi xe nhẹ nhẹ anh, cho nó có cái đọt chủ nè, nè. Nó có đọt chủ luôn nha. Cây này có đọt chủ nè. Dốc lên tới đọt luôn. Rồi giá cho mã số 19 luôn anh ơi. Rồi mã số 19 em giao luôn cô chú anh chị là 500 ngàn nha. 500 ngàn cho một cây đỏ nhung lá nhựa. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 20. Rồi mã số 20 cũng là cây đỏ nhung lá nhựa luôn nha cô chú anh chị. Cây này phơm tàn đặc liền khừ luôn ha. Bông hoa thì gỡ luôn. Rồi chi tiết chiều cao luôn anh. Đang kéo nụ 1m. Chiều cao 1m5 nha. 1m6 nhưng mà tính 1m5 đi, có dư thước rồi. Rồi tán ngang 1m3 nha cô chú anh chị. Đây hoa mới đỏ nhung nè. Đặc biệt nó xe nụ lên nút hết trơn nè. Cây này một cốt cũng giót đọt luôn. Rồi hoành thân đây 10 ha. Rồi nguyên cái củ đế dưới nó có nha bà con.
thoát thân ba tắc nha cô chú anh chị. Rồi xây xây cái mà hướng bên kia này nó gió tọt này nha bà con nè, đóng chi cành tứ diện dẫn lên tới cái đọc chủ trên luôn. Rồi giá mã số 20 luôn anh ơi. Rồi mã số 20 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 nha. 600.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo mã số 21 vẫn là đỏ nhung, bồng quá đẹp nha bà con. Rồi mã số 21 cũng là cây đỏ nhung luôn nha cô chú anh chị, đỏ nhung lá nhựa nha, cây nào cũng có đọt chủ hết trơn nha bà con. Rồi chi tiết chiều cao luôn anh ơi. Rồi chiều cao 1,5 m nha cô chú anh chị, 1,5 m tán ngang hết thước luôn, tán ngang hết thước luôn, 1,5 m luôn. Rồi, xòe cái tàn ra quá đẹp luôn. Cây nào cũng có cây bình thân đang 11 nha cô chú anh chị, này nguyên cây, nội đế luôn nha. Cây này nói chung lô này về là kêu bằng đế nôm nè, nó nôm tứ diện chân nè, đủ bốn mặt luôn nha cô chú. Rồi cho cái thoát thân luôn anh. Rồi thoát thân ba tắc nha cô chú anh chị. Rồi giá mã số này luôn anh ơi. Rồi mã số 21 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 22 vẫn là đỏ nhung lá nhựa, cây một cốt thoát thân thoáng luôn. Mã số 22 cũng là cây đỏ nhung lá nhựa luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi, cây này đụng tới nóc đó tầm khoảng 1,7 m rồi. Rồi 1,6 m nha cô chú anh chị, chiều cao 1,6 m nha. 1,6 m tán ngang 1,4 m, cây nào cũng có cái đọt chủ vót lên trên nha. Rồi hoành thân đây 10 nha cô chú anh chị. Đế này cũng tứ diện luôn. Chảy nguyên một vùng chảy đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi thoát thân 5 tắc nha cô chú anh chị. Rồi cho giá mã số luôn anh ơi. Mã số 22. Mã số 22 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 bao phí ship. Cây này phí ship cao nha bà con. Rồi xuống cây luôn. Tại vì cái thước cái chiều cao của nó cao nên cái phí ship nó cũng cao. Tiếp theo mã số 23, cây Mỹ Hồng. Một cốt. Cái này có đọt chủ vót luôn. 23 là một cây Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Quá xá sung ha. Rồi đang ra bông nhọn, đang ra nụ bông nha cô chú anh chị. Chi tiết chiều cao luôn anh. Rồi cái này một chiều cao 1,2 m nha. Tán ngang 1,1 m nha cô chú anh chị. Cây này quá xá bông luôn rồi. Hết cái đợt này bà con là một đợt nữa hay là cái tàn nó siêu mịn luôn. Rồi hoành thân đây 8 ha. Củ này chưa khui anh. Để đế chưa khui. Còn sâu mình giữ cái tàn ha. Giữ cái tàn cho nó đừng có lá nó ok. Rồi. Thoát thân cỡ 3 tắc nha cô chú anh chị. Rồi xay xay xay. Đây 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 cái thân chính đọt chủ đây nè, mình chia ra chia cành tứ diện. Quá đẹp luôn. Đây Mỹ Hồng hoa nè bà con. Rồi mã số 23 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 nha. 350.000 Mỹ Hồng bao phí ship về tận nhà. Rồi xuống cây giúp em luôn. Lên tiếp theo mã số 24. Mã số 24 cũng là cây Mỹ Hồng luôn nha. Cây này với cây vừa rồi là một cặp ha. Dạ, em về được có 4 cây nha, hàng nhà nha cô chú anh chị. Cây phom tàn gom rất là đẹp luôn. Rồi chi tiết chiều cao luôn. Rồi chiều cao 1,2 m ha. Tán ngang 1,1 m nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 10 ha. Để lô này chưa khui, giữ em không có khui đấy. Này ba tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Thoát thân 3 tấc rưỡi ha. Này chi cạnh chia tứ diện có cái thân chủ rồi nè. Nè, tứ diện nè, đây cái hoa. Lô này cây nào cũng đang xe nụ chứ nha bà con nè. Hoa tươi. Rồi, giá luôn đây. Mã số 24 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000 Mỹ Hồng. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 25 vẫn là Mỹ Hồng, rồi mã số 25 cũng là cây Mỹ Hồng luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao luôn anh. Rồi chiều cao 1,3 m nha, tán ngang luôn, tán ngang 1,2 m. Cây phơm tàn quá đặc. Rồi hoành thân đây 10 nha cô chú anh chị. Cái này mấy cái cọng rễ nó hơi nhô nhô ha. Ừ. Rồi thoát thân 3 tấc rưỡi ha. Đây cái hoa nè bà con. Hoa tươi. Mỹ Hồng người đất đặc biệt có bông ra là nó có mùi thơm thơm nha cô chú anh chị. Rồi cho giá luôn anh ơi.
Rồi mã số 25 em giao lưu của chú anh chị là 350 ngàn luôn nha. 350 ngàn mã số 25. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 26 Mỹ Hồng. Rồi mã số 26 cũng là cây Mỹ Hồng luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi chiều cao 1,5 m ha. Cây một cốt thoát thân. 8,2 m. Vành thân chính. Thoát thân 4 tấc nha cô chú anh chị. Đây hoa nè. Hoa mi hồng rất là đẹp nha bà con, màu rất là ngọt. Rồi cho giá luôn anh. Rồi mã số 26 em giao luôn cô chú anh chị là 300 ngàn nha. 300 ngàn mã số 26 Mỹ Hồng. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 27. Rồi, hồng phấn thái 3 màu. Cây thái nha cô chú anh chị. Thái lá nhỏ 3 màu ha. Cây này hàng thuần chậu nha cô chú anh chị. Tàn nón ha. Lên bông búp 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 mà. Tàn nón. Tàn nón nha cô chú anh chị. Có hoa. Đang lên hoa hoa búp nha cô chú anh chị. Hoa búp nụ kẹo hết trơn nè. Rồi mình chi tiết cái chiều cao đi chút xíu nữa. Cây này có cặp ha. Em có cặp nha. Rồi cái này chiều cao 1,1 m nha. 8,1 m luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái tàn ra cái tàn nón siêu mịn luôn nha bà con. Cây này nó đang lên cây nụ nè. Về tới nhà bà con là nó nở. Rồi hoành thân đang 14 nha. Củ này còn sâu anh. Củ còn sâu chưa khui nha, không có khui nha cô chú anh chị. Hàng thuần chậu. Rồi thoát thân cả tắt đi. Rồi xay cái mặt thân bên đây nè, nó xương chi cạnh nó đặt vậy nè. Đi xe thì chậu. Cái này nếu cô chú anh chị nào mà chốt ấy đi xa em rút cái chậu ra nha, chậu mũ em đi nó cũng bể à. Cái này mình bó bầu đi. Bó bầu cái chậu này nó cũ, nó nói chung là nó lâu rồi. Rồi nó cũng giòn nữa. Lên bưu điện là nó bể. Rồi giá luôn anh Cường ơi. Rồi mã số 27 em giao luôn cô chú anh chị là 900 ngàn luôn nha. 900 ngàn bao phí ship luôn ha. Bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Cây như thế này tàn quá đẹp luôn nha bà con. Rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo mã số 28 cây này có hoa nở cho bà con xem nha. Tại vì cái dòng này hoa nó lên nói chung là lá nó bóng rất là đẹp. Một cặp. Mã số 27 và 28 đồng trạng. Rồi mã số 28 cũng là cây thái ba màu luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho. Thằng chậu nó mới chưa sạn, nó lên bông búp búp mà nó chưa có lên, chưa có gộ bông nha. Tàn nón. Đây. Cái chân của nó đỏ đậm vậy nha bà con, màu hồng phấn rồi nó ra cái màu chung là kêu bằng ba màu á. Búp thì nó lên đỏ nha cô chú anh chị, còn nếu mà hơi cái nó ra màu hồng phấn nha. Còn nó hơi lợp chút xíu nữa là ra màu tím sen cũng có đó nha cô chú anh chị. Rồi, cho chiều cao luôn. Mã số 28 chiều cao. Rồi mã số 28. Chiều cao 1,5 m nha. Tính mét thôi. 8,2 m nha cô chú anh chị. Cây này đang lên cơ đọt nè nha bà con. Nè, nó lên. Dòng này lá rất là bóng nha bà con, nhìn mướt. Rồi hoành thân đây 15 nha cô chú anh chị. Cây một cốt với dáng thẳng đứng luôn. Một cốt dáng chật luôn nha cô chú anh chị. Cái này đế nói chung là thần chậu chưa khui. Thần chậu. Đó, cây chi cành gom. Thoát thân tắt nha cô chú anh chị. Cây này vẫn ở xa thì giờ gửi đường bưu điện hình mình cũng chậu quá bầu nha. Dạ dạ. Rồi giá mã số 28 luôn Cường ơi. Rồi mã 28 em giao luôn cô chú anh chị là 900 ngàn luôn nha. 900 ngàn bao phí ship. Bao phí ship tặng toàn quốc luôn. Chú mình cho luôn nha. Bao sống bao ship cho cô chú chị nha ha. Rồi cuối clip luôn Cường ơi. Rồi cuối clip cũng xin chúc cô chú anh chị năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Và cũng hẹn lại clip sau ha. Bánh chào cô chú anh chị. Rồi thì nói chung là cuối clip nãy giờ những cái mặt hoa giao lưu nãy giờ thì hôm nay là cái clip đầu tiên của năm 2022 của vườn anh Cường gửi tới quý cô chú mình xem tham khảo ha. Thì mình cũng xin kính chúc cho anh Cường giao lưu thành công và được nhiều quý cô chú mình ủng hộ ha bà con. Hẹn gặp lại vào những clip giao lưu tiếp theo. Đây là hai cây trang sen rất là đẹp, mong quý cô chú mình ủng hộ nha. Xin chân thành cảm ơn.